Tôi đang rầu rĩ. Thôi vậy. Bố vợ nó về quê. Mà về quê chứ dữ trời, về quê 2 tháng. Nó kỹ nghĩa là dạng như là muốn về quê là ở ngoại định cư luôn sao mà về quê tới 2 tháng trời. Chắc ngoài đó vui. Hả? Ngoài đó vui, bà con đông. Không phải, nghe nói là tại vì ở ngoài quê nó thường có gọi là cái giỗ xuân, không biết giỗ xuân không? Giỗ xuân là giỗ tập quá. Đó, thành thử là về trước nửa tháng. À, thứ nhất là về để mà sửa mùa mã của ông bà xưa. Thứ hai nữa bắt đầu cái sẵn dịp đó là giỗ xuân luôn. Rồi nghe nói là mới vô mùa vô vụ gì đó có tiền. Thành ra là hai vợ chồng đi du lịch. Lịch thôi chứ sao giờ? Mà đi du lịch đi tự nhiên. Con ở nhà con nhớ đi vô gì có mấy chục chậu kiển mà ông chưa kiển ghê chưa kiển á mấy chục chậu kiển đó con vô con nhắm con bỏ phân rồi tưới nước dùng ba nghe tôi nghe là tự nhiên cái tôi nói là thôi ba ở nhà chưa rồi tôi bà tính bàn vậy đó mà mình nè bàn vậy cũng được thôi rồi kệ cứ từng cái mình vô mình hút nắm phân cái mình dục đó rồi mình tưới nước rồi xong anh bỏ phân như vậy nó phí lắm anh Khải. Hả? Nhất là nó trôi, thứ hai là cây ăn không hết, thứ ba là cỏ nó ăn. Tưới phân như vậy nó phí phân lắm, phân vợ lên giá kinh khủng luôn anh Khải biết không? Thì biết mà phân UG đó là tới như là 900 ngàn bao á. Vợ lên kinh khủng luôn, bỏ phân kêu anh như vậy là chết. Ba cái dòng cây, cảnh hay là ba cái đồ la ghim vàng bầu vàng bí anh áp dụng thì được. Anh dùng chết một chỗ luôn, cái năm sau anh lại trồng lại đúng chỗ đó. Ngày xưa chế anh là bộ là tưới nước tự động đúng không? Bây giờ chế anh là một cái bộ là bỏ phân, giống như anh chữ phân trong đó, khi nào nó cần là tự lấy thôi. Mình bỏ những bình nước vào đây, những giọt 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 xuống không? Không có, mình chế một bộ bỏ phân riêng, bỏ ngay gốc cây á, là khi nào cây nó cần thì nó lấy thôi, cỏ không ăn được. Nhưng bỏ đất thì cỏ nó phải ăn chứ, nói chuyện cười tại. Vậy cho nên mình phải làm sao để không cho cỏ nó ăn, với lại không cho nó trôi. Bốc hơi hả? Không bốc phân trôi. Này bốc hơi ghê lắm. Đúng rồi, không cho trôi không bốc hơi đi là phí phân chúng ta. Được. Cây chưa kịp ăn là đã bay mất tiêu rồi. Tỷ lệ cái phân đó cây đã ăn hết được bao nhiêu phần trăm? Nói chung là tầm 80%. Đầu dữ không thằng. Thiệt. Đa số tôi thấy 50-50 không á. Cái này nó lợi cho đó, tiết kiệm thời gian cho anh chỉ cực một lần thôi. Ba lần sau là anh khỏe cho anh nhiều lắm. Tiết kiệm chi phí. Giờ anh kiếm ra một ống nhựa đem thiết kế nha. Ống nhựa hả? Tùy vào độ cây dài thì anh chơi ống dài, cây ngắn thì chơi ống ngắn, tùy anh thôi. Ở ngoài sao hết đi. Ok, thiết kế nha. Ngày nay anh em tôi sẽ chế cho mọi người một cái đồ chữ phân ở dưới cây á. Cây nó size bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Cứ xéo cho em cái đi. Xéo vậy hả? Ừ. Tôi thấy vậy nè, mình bỏ đa số là cỏ nó ăn là nhiều. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là nó bốc hơi. Đúng rồi. Đó. Rồi anh cứ làm chết một chỗ, buổi sau cái đó chết thì anh lại trồng tiếp ngay cái chỗ đó. Cứ một chỗ trồng hoa vậy đó. À là nó sẽ tự nó sẽ phân nó sẽ đi từ 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 xuống đúng không? Đúng rồi, cái này nó lợi hơn. Đây đúng không? Ừ. Xéo đúng không? Ừ. Cái này nhà mấy bạn thì trồng được bao nhiêu cây đâu. Thì thiết kế này nó hay hơn. Chậu hoa cũng quất được luôn, nói chung cỏ nào cũng quất được hết. Nó lợi để tránh trường hợp là cỏ nó ăn. À, đó. Mình đo cái này là mình lấy cái gì? Đúng rồi. Mình đâu cần biết cái kích cỡ ta. Không. Đó. Chắc xéo đúng không? Ừ. Nhà bao nhiêu cây thì cho bao nhiêu gốc. Rồi ok. Cái này đi. Rồi. Ví dụ cho anh coi. Ví dụ đi. Rồi, không cho mọi người làm thử. Liên quan đến mấy cái cây ở nhà mấy bạn luôn nha. Đó. Sao mình chui vô đường nào ta? Đây đi. Ừ. Ngoài này đi, rễ thì đa số nó nằm ngoài dọc ngoài này nè. Cây cái bự thì nằm ngoài đúng không? Ừ. Nó muốn biết rễ thì chúng ta canh độ tán của nó. Tán tới đâu rễ tới đó. Phải không thằng? Ông bà nói vậy thì biết vậy thì em biết đâu. Rồi mọi người đóng xuống. Nếu mà cây to thì mọi người làm cái cắt cái dài xíu. Này anh em tôi cắt cái nhỏ dành cho mấy chậu bông, mấy đồ la ghim thôi nha. Ok. Rồi, anh sẽ bỏ phân xuống. Chắc mình làm có thể ung dục đó thầy. Ừ. Mà một tuần hay tháng, hai tháng nhớ. Mọi người muốn bỏ phân thì mọi người dục trong đây là ok rồi. Không cần phải đi rưới quanh gốc chi cho nó mất công. Cỏ nó ăn nữa. Ok. Đó, vậy thôi. Cứ mỗi lần là vậy thôi được rồi, cứ để đó. Nó tự tan từ 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 xuống. Để không xuống thì đó. Mọi người cho thêm ít nước cho ẩm mới được rồi. Đó, nước nó đã có ẩm rồi, mình khi mà đã bỏ phân là phải tưới nước. Ừ. Là nước nó sẽ tự rút ra đây, bắt đầu nó sẽ ẩm rồi nó sẽ rút xuống rồi từ ăn từ từ từ. Ừ. Đó, đơn giản vậy thôi. Không bị bào mòn, phai mòn nữa. Đúng rồi. Đục được. Đó, nếu mà chậu bông thì anh trọt chính giữa một cái anh bỏ phân vậy để lợi hơn. Để tôi vô tôi thiết kế cho ông bố vợ tôi.
chứ ống than phiền quá mệt lắm. Rồi ok, đơn giản vậy thôi nha. Đó, còn cái tưới nước kia, bên kia có đồ tưới nước rồi, bên đây có đồ bỏ phân rồi, mọi người thiết kế hai cái vô là nó như nhau hết rồi. Rồi nhớ đăng ký bật chuông, hẹn gặp lại tới clip sau nha.